Rồi là hôm nay ngày 2 thì cô chú anh chị mình thấy tất cả công nhân đã đổi về Đắk Nông nha. Hôm nay thì mình cô chú anh chị đã trở lại với kênh, thì hiện giờ mình đang có mặt ở cuối đường N2, đường đổi về thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện giờ thấy lượng công nhân đang đổi về cũng khá là đông nha cô chú anh chị. Dạ rất là đông. Hiện giờ thì công nhân đang đổi về cũng khá là đông trên tuyến vừa ra khỏi đoạn đường N2, thì cũng khá là đông. Dạ hôm nay là ngày 2, ngày 2 tháng 5, lượng công nhân từ miền Tây đổi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương để làm thì cũng khá là đông rồi cô chú anh chị. Rất đông nha. Thì mình hôm nay đang có mặt tại vừa hết đoạn đường N2 thuộc địa phận xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, thành phố tỉnh Long An. Thì cô chú anh chị mình đang nhìn phía trước màn hình vẫn là một đoàn xe mà công nhân từ miền Tây đổi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thì cũng khá là đông cô chú anh chị. Rất là đông nha. Thì đây thì cô chú anh chị mình thấy cái lượng công nhân đang đổi về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ thì cũng là tới dòng thay Hòa Khánh rồi cô chú anh chị. Thì cũng khá là đông luôn. Rồi rất là đông nha cô chú anh chị. Lượng người công nhân từ các tuyến miền Tây đang đổ về thì cũng khá là đông nha. Để sau 4 ngày nghỉ lễ thì ngày hôm nay là mùng 2 tháng 5 thì lượng công nhân từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai thì rất là đông. Hiện giờ thì những cái tốp mà đang trở về từ miền Tây đổ về Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là đông. Thì hôm nay mình cũng cố gắng một thời gian để đi review chia sẻ sau 4 ngày mà nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 1 tháng 5 thì hôm nay sự trở lại của các anh chị công nhân từ miền Tây đổ về rất là đông. Đó, từ luồng cô chú anh chị. Một luồng là dài như vậy là khoảng hơn 10 chiếc và 10 đến 15 chiếc xe nha, lần lượt đổ về thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Đây những cái tuyến đường trục đường chính mà các tỉnh miền Tây như là Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, các công nhân thuộc ở các tỉnh đã đổ lên thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương nha. Rất là đông và rất là đông cô chú chị. Và trên các trục đường ngày hôm nay thì hai bên đường cô chú anh chị thấy cũng có một số mà có trẻ em đó, thì người ta cũng dừng lại uống nước đó. Thì mình cũng đi, nhưng mà với một cái tốc độ mình đi nó rất là chậm để chia sẻ đến cô chú anh chị. Từ luồng xe chạy lên rất là coi như là háo hức đổ về để nghỉ ngày nay và coi như là ngày mai sẽ bước vào công việc trong 4 ngày nghỉ lễ
mùng 10 tháng 3 giỗ tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 1 tháng 5. Hôm nay thì các công nhân đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương rất là đông đúc nha. Và rất là đông, tư luôn của chú chị. Và rất là đông. Đó thì sau những ngày nghỉ lễ thì các anh chị công nhân ở các tỉnh miền Tây như Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang đã đổ về lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Và cô chú anh chị nhìn xa thì công nhân đổ về rất nhiều. Thì bây giờ thì cô chú anh chị mình thấy mới có 10 giờ, hơn 11 giờ thôi. Thì lượng người đổ về như vậy thì có thể giờ tới chiều thì lượng người đổ về tuyến đường này, đổ về thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương khá đông nha cô chú anh chị. Từ luồng, rất là đông. Dạ, rất là đông. Đây thì rất là đông của chú anh chị. Theo cái thì từ luồng đây người ta vẫn đậu hai bên đường để nghỉ mệt và nghỉ mát nha.